Xin chào các bạn. Trên tay mình đang là cái hợp đồng đặt cọc xe Mitsubishi Xpander. Có con dấu đỏ đây không các bạn? Thì mình đặt cọc cái xe này từ khi nó ra mắt, từ ngày 15 tháng 6, nhưng mà đến ngày 17 tháng 6 thì mình mới chính thức đặt cọc. Và nó xuất cái hợp đồng này cho mình là ngày 19 tháng 6. Thì các bạn biết là kể từ khi mà mình đặt cọc xong á, thì từ đó đến nay đã là hơn gần 4 tháng rồi, tức là còn có vài ngày nữa thôi là gần 4 tháng. Nhưng mà có cái vấn đề mình rất là bức xúc, và mình nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ mình mua cái thương hiệu Mitsubishi này nữa. Đó chính là cái mập mờ trong cái việc cái thời gian giao xe cho khách hàng. Bởi vì mình đã từng là người đã mua một chiếc xe Mitsubishi Xpander từ năm 2019, tức là mình đã là khách hàng hiện hữu của họ rồi. Mình đã là khách hàng đã từng mua xe của họ rồi, sử dụng xe của họ rồi. Rồi sau đó thì mình bán, và bây giờ mình mua lại cái phiên bản mới là bản Premium. Nhưng mà thật sự mình thấy thất vọng ở chỗ là hãng Mitsubishi nó không cho mình biết cái ngày cụ thể giao xe. Nó rất là mập mờ, và nó không cho nhân viên sale cũng như là các cái đại lý biết được cái thời gian chính thức giao xe là ngày nào. Ngay cả những chuyến xe mà chở xe về, các xe lồng mà nó chở về, nó cũng không cho đại lý biết là trên cái xe lồng đó có cái xe của mình hay không. Thì mình đang nói về cái xe của mình thôi, thì mình đặt màu trắng, mà mình là cái người đặt cọc đã gần 4 tháng nay rồi mà mình chưa nhận được xe. Kể cả cái thông tin của xe của mình cũng không biết là bây giờ nó nằm ở đâu. Trong khi đó là chúng ta là những người đi mua xe, chúng ta không có đi xin, chúng ta bỏ tiền rồi chúng ta mua, nhưng mà chúng ta lại phải phụ thuộc vào cái hãng Mitsubishi này rất là nhiều. Dần dần thì mình thấy cái chiếc Mitsubishi Xpander này nó đã trở thành một cái xe quốc dân, và nó được nhiều người ưa chuộng. Chính vì cái sự hot của nó, cho nên đó là nó dẫn đến cái trường hợp là mình biết là nó hiếm hàng, nó bị cháy hàng. Nhưng mà không có nghĩa rằng là nó không minh bạch những cái thông tin mà mình đáng ra phải được biết. Người tiêu dùng họ phải biết được là cái tài sản của họ, những cái mà họ bỏ tiền họ mua, nó đang ở đâu và nó khi nào nó được giao. Thì cái người bán xe á, cho mình á, là họ phục vụ mình rất là tận tâm, thì mình không có trách đại lý, nhưng mà mình trách là trách cái hãng sản xuất xe này, hãng Mitsubishi này. Và mình nói với các bạn là nếu bạn nào có ý định mua những cái xe Mitsubishi này á, thì đừng có mua nữa, bởi vì nó không có những cái thông tin minh bạch cho mình, và ngay cả những cái số khung số máy nó cũng không công khai cho mình biết là anh có số khung số máy chưa, khi nào xuất hóa đơn, và khi nào xe về, và khi nào anh được bấm số. Nó không cho mình biết cái thông tin đó, và mình gọi mình hỏi rất là nhiều lần nhưng mà không ai có thể giải đáp cho mình biết cả. Ngay cả những cái đại lý khác như mình là mình đặt ở đại lý Đắk Lắk nè, nhưng mà mình có những cái mối quan hệ cũng như là thông tin từ những cái đại lý khác, mình gọi điện mình hỏi thì ở bên những cái đại lý khác họ cũng xác nhận là chính những cái đại lý đó họ cũng không có cái lịch giao xe cụ thể luôn. Chính vì vậy á, thì mình mới nói rằng là chỉ có một cái đầu mối duy nhất biết được cái điều này, đó chính là Mitsubishi. Mà Mitsubishi Việt Nam nó lại không cho mình biết. Không biết là những nhân viên điều hành, điều phối xe nó như thế nào, nó làm việc như thế nào, nó có yêu cầu kèm lạc hay không thì mình không biết. Nhưng mà cái việc mà nó giao xe mà nó không cho mình biết thông tin cụ thể, thì đó là một trong những cái việc mà mình cho rằng là nó không có đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng. Và nó phục vụ khách hàng như thế này thì rất dễ bị mất khách hàng. Và mình cũng không muốn phải làm những cái video như thế này để mình nói, nhưng mà mình đã là khách hàng lâu năm của nó, mình đã từng mua xe của nó rồi. Bây giờ mình quay lại mình ủng hộ, mà nhiều khách hàng chứ không phải một mình rất là bức xúc. Cho nên là mình muốn nói với các bạn là từ nay về sau mình sẽ không bao giờ mua chiếc xe Xpander nữa. Hiện nay thì mình vẫn cố gắng mình theo đuổi nó, bởi vì mình lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao. Mình đã đưa tiền rồi thì bây giờ mình phải chờ thôi. Chứ còn sau này mình sẽ không bao giờ mình mua cái xe này nữa. Và mình cũng mong khuyên các bạn rằng là các bạn hãy suy nghĩ rất kỹ trước khi các bạn mua xe Xpander hoặc là sử dụng cái dịch vụ của hãng Mitsubishi. Vì hiện tại là nó rất kém nha các bạn, rất kém. Các bạn có biết là trong cái quá trình mà mình chờ xe về á, thì theo tâm lý của người chuẩn bị sở hữu xe thì người ta mua rất là nhiều phụ kiện. Thì mình cũng mua phụ kiện trên mạng rất là nhiều.
như là các cái thảm lót sàn, rồi các cái máy bơm lớp, hay là cái dè chắn bùn chẳng hạn, mình mua rất là nhiều thứ. Cho đến nay thì mình cũng tốn cũng khá là nhiều tiền á, mình mua trên Shopee rất là nhiều và mình để ở trong tủ này rất là nhiều các bạn. Mình cho các bạn xem nè, mình mua rất là nhiều thứ, chút hoa cho xe luôn nè, mình mua rất là nhiều, mình cũng không có tiện quay hết ở đây cho các bạn xem. Cái phụ kiện linh kiện của xe mình mua rất là nhiều đó. Tâm lý ai cũng vậy thôi các bạn, khi mà chuẩn bị có xe thì người ta hay mua sắm cho chiếc xe của mình những cái vật dụng để nó bổ sung cho cái xe cho nó tiện lợi hơn. Thì mình cũng vậy thôi, mình cũng nói chung là mình cũng am hiểu về xe, cho nên là mình chịu khó mình đi săn, mình mua những cái xe nó, những cái phụ kiện xe nó phù hợp. Thế nhưng mà bây giờ 4 tháng trời rồi, mình để trong này không biết bao nhiêu tháng nữa, đến giờ vẫn chưa về, xe vẫn chưa về, và mình không có cái thông tin nào để mình hy vọng là cái xe nó sẽ về trong cái thời điểm nào nữa. Mình không, nói chung là bây giờ mình rất là thất vọng, chờ mãi cuối cùng không thấy. Kể cả các nhân viên bán xe á, thì nhân viên bán xe cho mình họ cũng nói là bây giờ chịu thôi anh ạ, em cũng biết khi nào xe về, khi nào có là em sẽ báo cho anh liền. Nhưng mà đến bây giờ cũng không biết, là mình rất là hoang mang, không biết khi nào xe về luôn ạ. Cho nên mình khuyên các bạn là hãy suy nghĩ cho kỹ, suy nghĩ cho thật kỹ trước khi mua chiếc xe này. Và riêng đối với cá nhân mình thì mình sẽ không bao giờ mua chiếc xe này nữa, chắc chắn không đụng đến hãng Mitsubishi này nữa.